Siberia. Có thể mỗi chúng ta đều đã từng được nghe về từ này. Ở bất kỳ quốc gia nào, có thể mọi người đều biết về từ này. Nhưng bạn còn biết điều gì nữa về vùng đất này không? Ngoại trừ sự xa xôi và ở đó khí hậu cực kỳ giá lạnh. Chúng ta hãy cùng bắt đầu khám phá. Siberia, đó là một vùng lãnh thổ rộng lớn. Siberia rộng lớn hơn cả châu Âu, Trung Quốc, Mỹ, Úc hoặc Nam Mỹ. Ở nơi đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng rừng taiga, khu rừng lớn nhất trên hành tinh. Được chạm tay vào mặt nước hồ Baikal, hồ sâu nhất trên thế giới. Và bạn sẽ tìm thấy 4 trong số 10 con sông lớn nhất trên thế giới. Đó là sông Yenisei, sông Ob, sông Lena và sông Amur. Chính nơi đây, tại Siberia, là nơi tập trung 30% trữ lượng nước ngọt của hành tinh chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy cùng di chuyển lên thượng nguồn sông Lena, một trong những con sông vĩ đại của Siberia, và có mặt tại Yakutsk. Không gian bao la này làm sửng sốt biết bao du khách bằng vẻ đẹp lạnh giá và sơ khai của mình. Không đơn giản để có thể đặt chân đến đây. Nhưng chính tại đây, chúng ta mới có cơ hội chứng kiến một Siberia thực sự hoang dã. Có mặt tại điểm lạnh nhất của Bắc Bán Cầu, tại Omiyakon, nơi đây nhiệt độ mùa đông lạnh đến âm 70 độ C. Tận mắt chứng kiến những vách đá sông Lena. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên trong danh sách di sản thế giới của UNESCO với dải vách đá thẳng đứng dài hơn 40 km. Chúng trải dài theo hữu ngạn của sông Lena. Hoặc sải bước trên sa mạc giữa rừng taiga Yakutsk. Đó là những cồn cát thiên nhiên độc đáo có tên gọi Tukulan. Bãi cát trải dài hàng chục km trên các đỉnh núi. Từ đâu mà cát lại xuất hiện ở đây? Tại Siberia, không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Phần lớn thời gian trong năm ở đây rất lạnh và bị tuyết bao phủ. Vào mùa đông, cột nhiệt kế có thể dễ dàng đạt mốc âm 50 độ C, còn lớp tuyết thì dày hàng mét. Tuy vậy, vào tháng 7, chúng ta vẫn có thể tìm thấy tuyết. Khí hậu khắc nghiệt ở những vùng đất này đã giúp gìn giữ vẻ đẹp nguyên thủy của thiên nhiên hoang dã và bảo vệ chúng không bị các ngành công nghiệp xâm chiếm. Và có mặt nơi đây, chúng ta sẽ được chứng kiến những điều thực sự kỳ diệu. Mùa hè ở Siberia. Rất ngắn, chỉ 3 tháng, đây là thời gian để cho thiên nhiên hồi sinh. Hàng nghìn loài thảo mộc khác nhau đang cố gắng để kịp đâm chồi ra hoa và để lại hạt của mình. Nếu như mùa đông mang đến cho chúng ta phong cảnh tuyết trắng bao la, thì mùa hè, mặt đất lại được che phủ bởi vô số các loài hoa của thảo mộc Siberia. Nhưng mùa hè ngắn ngủi ở Siberia cũng là một thử nghiệm khắc nghiệt. Trong điều kiện khí hậu lục địa thay đổi đột ngột của Siberia, nhiệt độ mùa hè cũng có thể dễ dàng đạt tới dương 40 độ C. Bạn hãy thử hình dung xem, tồn tại trong khí hậu khắc nghiệt và ở điều kiện chênh lệch nhiệt độ thường xuyên. Mùa đông âm 60 độ, mùa hè dương 40 độ. Bạn có thể tồn tại được không? Nhưng thảo mộc thì có thể. Thảo mộc Siberia, đó là nguồn tài nguyên chủ yếu của Siberia. Vâng, và có lẽ là của toàn hành tinh. Trên thế giới, ngày càng ít đi những địa danh nơi có thể bắt gặp số lượng khổng lồ các loài thảo dược mọc hoang dã như ở đây. Ngoài những vách núi đá sông Lena, ở Siberia, dưới sự bảo vệ của UNESCO, còn có 6 công trình của thiên nhiên sơ khai có giá trị quốc tế. Núi lửa Kamchatka, đảo Vrangel, cao nguyên Kutorana, hồ Baikal huyền thoại. Đó là những thảo nguyên và hồ thuộc thung lũng Upsuno và những ngọn núi vàng Altai.
núi Altai. Mỗi khúc quanh trên núi đều có thể là hành trình trong một chuyến thám hiểm nhỏ kỳ thú. Nơi đây cũng như trên toàn vùng Siberia, ta đều bắt gặp rất nhiều loài thảo mộc hoang dại, độc đáo và phong phú. Chúng mang trong mình sức mạnh của thiên nhiên hoang dã, khắc nghiệt và sơ khai. Hàng nghìn năm qua, các thầy lang địa phương đã biết về sức mạnh có 102 của các thảo mộc Siberia. Còn trong thế kỷ 20, chúng đã được các nhà khoa học quan tâm. Chính thảo mộc Siberia đã được sử dụng trong quá trình huấn luyện những nhà du hành vũ trụ đầu tiên, chuẩn bị cho chuyến bay vào vũ trụ. Ngày nay, trên toàn thế giới, người ta đã biết đến những tính năng độc đáo của thảo mộc Siberia. Tập đoàn Sức khỏe Siberia, một trong những công ty hàng đầu trên thế giới về sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên dành cho chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Và đã gần 20 năm qua, phần lớn các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất tại chính nơi đây, tại trung tâm Siberia, và từ những loại thảo mộc này. Điều này tạo cơ hội cho chúng tôi đưa một cách trọn vẹn tất cả sự trong lành, tự nhiên và sức mạnh của thảo mộc Siberia vào sản phẩm của mình. Novosibirsk, thủ đô của Siberia. Tại đây, thảo mộc Siberia được chuyển thành các sản phẩm sáng tạo dành cho sức khỏe và sắc đẹp. Nhà máy của chúng tôi ngày nay, đó là những cơ sở sản xuất với thiết bị hiện đại nhất và đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn quốc tế. Đó là trung tâm khoa học sáng tạo, phòng thí nghiệm riêng, các công thức bản quyền độc đáo và trung tâm hậu cần rộng lớn. Tập đoàn Sức khỏe Siberia được sinh ra tại Siberia, một trong những nơi cuối cùng trên hành tinh, nơi mà thiên nhiên vẫn giữ được nét sơ khai và chưa bị nền văn minh chạm đến. Và Tập đoàn Sức khỏe Siberia đang làm tất cả những gì có thể để bảo tồn thiên nhiên hoang dã của Siberia. Thiên nhiên mà đang hào phóng chia sẻ với chúng ta những tặng vật của mình. Để thực hiện sứ mệnh này, chúng tôi đã sáng lập ra quỹ Thế giới xung quanh bạn. Mục tiêu chính của quỹ là hỗ trợ hoạt động bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên tại Siberia. Cùng với đó, quy trình sản xuất và các sản phẩm của chúng tôi đáp ứng hoàn toàn những tiêu chuẩn sinh thái khắt khe nhất. Chúng tôi làm sạch không khí và nước sử dụng trong sản xuất các sản phẩm. Chúng tôi sử dụng vật liệu có tính phân hủy sinh học trong sản xuất bao bì sản phẩm. Chúng tôi không sử dụng các chất phụ gia nhân tạo trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi không bổ sung sunfat, phthalate, paraben, dầu khoáng và các chất tạo màu, tạo mùi tổng hợp trong các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Chúng tôi không thử nghiệm sản phẩm trên động vật. Chúng tôi tự hào về những sản phẩm của mình. Vì thế, đối với chúng tôi, việc khách hàng biết về sản phẩm như thế nào và trong hoàn cảnh nào là rất quan trọng. Và những trung tâm giới thiệu sản phẩm như thế này của Tập đoàn Sức khỏe Siberia đã được khai trương tại các thành phố khác nhau ở 25 quốc gia trên toàn thế giới. Bất kỳ ai đang tìm kiếm trong mình những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và sinh thái sạch, nhất định sẽ tìm thấy nơi đây một sản phẩm nào đó cho bản thân mình. Bởi vì trong danh mục sản phẩm của Sức khỏe Siberia hiện nay là hơn 200 sản phẩm từ thiên nhiên. Sản phẩm dành cho sức khỏe, mỹ phẩm thiên nhiên, sản phẩm chăm sóc cơ thể và các chế phẩm gia dụng với công nghệ sinh học sạch. Đã gần 20 năm, khách hàng tại các nước khác nhau trên thế giới đã sử dụng các sản phẩm thiên nhiên của Tập đoàn Sức khỏe Siberia. Bởi vì họ nhận thấy kết quả tốt, bởi vì họ tạo nên các mối quan hệ gắn kết, và bởi vì họ cảm nhận được sức mạnh của thiên nhiên Siberia. Có lẽ các bạn cũng đồng ý đây là một câu chuyện rất thú vị về những loài thảo mộc độc đáo từ thiên nhiên Siberia bao la hùng vĩ đã tạo ra những sản phẩm làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Bởi vì Siberia, đó là thực sự thiên nhiên, thực sự sáng tạo và dành cho cộng đồng.